làm nghề chụp ảnh cũng đâu phải dễ dàng gì. Đôi khi có những vấn đề mà kể ra thì dở khóc dở cười thật sự. Mới đây, một anh thợ đăng ảnh lên một trao để nhờ cậy những người khác giúp đỡ. Dâu rể nhà em cứ đòi chọn cái này làm ảnh cổng mà con tụi nó đậu vô duyên quá. Các bác chỉ em cách xóa con tụi kia với. Bức ảnh khiến người chụp hoang mang, khó xử. Bức ảnh cưới được cô dâu chú rể lựa chọn. Điểm bất thường nằm trên mũi cô dâu. Hai bức ảnh đính kèm cho thấy đôi dâu rể đã có một bức ảnh cưới rất đẹp. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ thì trên sóng mũi cô dâu xuất hiện một sinh vật lạ, bé xíu. Hóa ra, trong khi chụp hình một con muỗi đã bay đến đậu ở sóng mũi nữ chính. Nhưng không vì thế mà cặp đôi loại bỏ tấm ảnh đẹp. Thậm chí họ còn muốn phóng ảnh thành kích cỡ lớn để đặt trước cổng rạp. Dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận khác nhau. Đa số đều cho rằng thợ ảnh phải cố gắng xóa con muỗi đi giúp cô dâu vì rõ ràng tấm hình không có gì để chê. Một số tài khoản tình nguyện xóa giúp anh thợ ảnh vì lỗi nhỏ này có thể dễ dàng xử lý.